Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Quách Ngọc Thuyên tung khoảnh khắc ngọt ngào khi đi du lịch với vợ. Những khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng Quách Ngọc Thuyên trong chuyến du lịch biển một lần nữa nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp và người hâm mộ. Sáng ngày 21 tháng 11, Quách Ngọc Thuyên đăng tải trên trang cá nhân loạt hình ảnh chụp cùng bà xã Thảo Hân trong chuyến đi chơi. Kèm theo các khoảnh khắc tình cảm, Quách Ngọc Thuyên bày tỏ tình yêu cùng với vợ khi viết "Anh yêu em". Quách Ngọc Thuyên trong chuyến du lịch cùng vợ mới đây. Qua những hình ảnh ghi lại có thể thấy Quách Ngọc Thuyên và vợ cùng nhau đi du lịch biển. Dù xung quanh vẫn có rất nhiều người, song hai vợ chồng không ngại thể hiện tình cảm. Khoảnh khắc lãng mạn nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận của những bức ảnh, các đồng nghiệp lẫn người hâm mộ của Quách Ngọc Thuyên liên tục chọc ghẹo hai vợ chồng, thậm chí có ý cho rằng bé Bầu Ngư con gái của cặp đôi sắp có em sau chuyến đi chơi vui vẻ của ba mẹ. Các đồng nghiệp cũng như người hâm mộ bình luận rôm rã, một số bình luận liên quan. Lần đầu tiên em thấy đại ca nói được câu này, có lẽ nào lại có lỗi gì với đại tẩu không đại ca? Em chọc tí thôi chứ chúc anh chị hạnh phúc nhé. Anh tôi luôn hạnh phúc là ok rồi, chúc anh và vợ cùng gia đình luôn khỏe mạnh an lành nhé. Trời đất sáng sớm cho em ăn cẩu lương rồi, coi bộ ảnh xong tự nhiên thấy no quá, chắc không ăn sáng nổi luôn. Chúc gia đình chú mãi mãi hạnh phúc, chúc gia đình chú nhiều sức khỏe nha, lâu lâu tình cảm với vợ quá chừng. Quách Ngọc Thuyên và bà xã kém 16 tuổi cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc và có với nhau một con gái tên Bào Ngư. Em bé đã được khoảng 2 tuổi và thường xuyên được ba mẹ đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội. Qua những lần xuất hiện, Bào Ngư được khen ngợi vì có ngoại hình giống ba, tướng đi giống bà nội. Cô nhóc có thể tự ăn đồ ăn như người lớn, độc lập, tự chủ từ nhỏ. Quách Ngọc Thuyên từng nhắc về con gái. Tuy nhiên, người lớn đừng mong ép Bào Ngư ăn một cái gì vì con thích tự chủ, độc lập trong cuộc sống của mình. Con thích gì thì tự lấy cái đó ăn. Khi con đã ăn đủ rồi, ba mẹ có ép cũng không được. Mỗi khi được ba mẹ chụp hình, Bào Ngư tỏ ra hết sức dạn dĩ. Ở nhà cô bé biết làm rất nhiều trò, được ba mẹ ví như cây hài, mang lại tiếng cười của cả nhà. Tính cách hài hước này của bé được cho là thừa hưởng nhiều từ ba và bác. Hiện tại những hình ảnh tình cảm của Quách Ngọc Thuyên và bà xã vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Còn bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé. Cùng cập nhật những tin tức mới về chuyện sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nha. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.